Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Toka. Hôm nay em Chí lại gửi tới cho quý anh chị và cả nhà mình một chiếc xe crossover 5+2 của thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Outlander. Chiếc này của em sẽ là bản 2.0 Brand New anh chị nhé. Outlander thì quý anh chị mình sẽ có cho em 3 tùy chọn phiên bản, gồm 2.0 CVT này, 2.0 Brand và 2.4 Brand. Thì chiếc xe này của em nó sẽ là cái bản giữa 2.0 Brand. Hôm nay cùng mời quý anh chị mình đi quan sát chi tiết hơn với em nó. Chiếc xe thì sản xuất 2018, chạy chuẩn hơn 5 vạn km. Về tổng thể thì phía ngoài của chiếc xe thì đằng trước thì sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống đèn LED ban ngày này, hay là hệ thống đèn full LED phía trước này. Còn đâu hệ thống đèn pha của chiếc xe thì vẫn sử dụng bóng halogen thường thôi, cũng như là được trang bị cái rửa đèn pha này, đèn gầm cũng sử dụng bóng halogen thường này. Hay là về hệ thống vành trên 3 phiên bản thì cũng sử dụng chung một cỡ vành cũng như là một kiểu thiết kế vành đấy. Lốp lạp của chiếc xe nó rất đẹp anh chị nhá. Là một chiếc xe 2018, tức là chúng ta bị dính mất 2 năm dịch, nên là cái chiếc xe này để tính ra bây giờ là 5 năm, hơn 5 vạn km thì cũng rất là hợp lý với số km xe đã chạy. Về tổng thể cái vỏ của chiếc xe thì lượng sơn zin chiếc xe cũng còn đâu đó tầm khoảng 93-95% anh chị nhé. Đấy, phía sau thì cũng được trang bị hệ thống đèn full LED cho quý anh chị này. Chiếc xe này thì cũng chưa được trang bị cốp điện cho quý anh chị đâu. Đấy, chưa được trang bị cốp điện cũng như là được trang bị zin theo màn hình có cái cam lùi này. Đấy, 5+2 cho nên là cái chiếc xe sẽ có một cái khoang thể tích phía sau tương đối là rộng anh chị nhé. Và cái hàng ghế thứ ba này khi quý chị mình có những em nhỏ thì đi cũng rất là hợp lý. Về chi tiết chiếc xe này như là động cơ, hộp số, ốc nhái, keo chỉ thì nguyên bản 100% và bên em bao check test mọi nơi cho quý chị. Màu đỏ rất đẹp anh chị ạ. Và cái hay trên cái bản Bre này thì sẽ được trang bị ghế da cho anh chị nhé. Sẽ được trang bị ghế da cao cấp. Còn đâu trên cái bản CVT ấy, thì nó chỉ là trang bị ghế nỉ thường thôi. Và chiếc Outlander này thì để đánh giá về cái độ dày dợ này, độ chắc chắn thì chiếc xe này cực kỳ là chuẩn anh chị nhé. Đấy, tầm tiền bây giờ ngoài 600 một chút thôi, rất đẹp anh chị ạ. Đỏ nội thất kem. Và hàng ghế sau chiếc xe thì với một không gian sử dụng rất rộng rãi anh chị nhé. Mình có thể tiến lên lùi xuống này, hay là ngả lưng ghế này. Hơi tiếc một chút là chiếc xe này thì chưa được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Với cái bản Bre thì cũng được trang bị cho quý anh chị như là cái cửa sổ nóc này, hay là lẫy số thể thao trên vô lăng này, ghế điện dành cho bên người lái này. Xe thì em cũng đã dọn dẹp spa cực kỳ chuẩn rồi, sẵn để quý anh chị mình đến nhận xe và sang tên là xong thôi. Rất đẹp anh chị nhé, cực kỳ đẹp, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết, cân bằng điện tử hay là 4 phanh đĩa. Và cái hay của bản Bre này về hệ thống an toàn sẽ được trang bị cho quý anh chị là 7 túi khí. Đấy, trên bản CVT nó chỉ là 2 túi thôi, nên là quý anh chị mình sử dụng cực kỳ yên tâm về cái độ an toàn tin cậy. Rất đẹp anh chị ạ. Màn hình thì cũng được tích hợp kết nối nghe gọi Bluetooth đầy đủ, hay là điều hòa cũng được trang bị điều hòa 2 vùng độc lập phía trước. Nói chung là về cái kiểu thiết kế của những dòng Mitsubishi Nhật Bản thì nó rất là thực tế, dễ sử dụng, không quá cầu kỳ, không quá bắt mắt. Nên là quý anh chị mình sử dụng rất dễ dùng nhé. Và em nó sử dụng cái động cơ là 2.0 kết hợp với hộp số CVT, nên là cái vận hành của cái chiếc xe này phải nói nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng. Và hệ thống treo chiếc xe này chạy cực kỳ đầm anh chị nhé, cực kỳ đầm và êm. Vẫn là những cái thiên hướng thiết kế của Nhật Bản, đó chính là một cái sự êm ái trong vận hành, đầm chắc. Đâu nếu mà quý anh chị mình thích cảm giác sport một tí thì mình có thể chuyển sang cái chế độ lẫy số thể thao. Và đây chính là cái động cơ của chiếc xe. Chung về chất lượng chiếc xe thì bên em đảm bảo chuẩn chất lượng cho quý anh chị và bao check test mọi nơi. Ốc chân máy hay là mặt dàn cò đều nguyên bản 100% hết. Bên em cam kết với quý chị là động cơ hộp số nguyên bản, không tháo giã hay là không đâm đụng ngập nước. Rất đẹp anh chị nhé. Bây giờ tầm tiền loanh quanh ngoài 600 nó quá hợp lý anh chị ạ. Đấy, thời điểm này quý chị mà đang có nhu cầu mua sắm xe cộ thì nó quá hợp lý luôn. Xe nào nó cũng giá tốt. Đấy,
Và em xin giới thiệu lại với quý chị, trước mắt quý chị là một chiếc Outlander phiên bản 2.0 Brand Room sản xuất 2018. Cửa hàng em chào bán mức giá loanh quanh ngoài 600 một chút. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số like trên màn hình. Cảm ơn anh chị quan tâm và theo dõi.